Bây giờ các bạn thấy là máy Photo Ricoh Savin 4075 báo lỗi SC490, tức là cái những cái lỗi này thì trực thuộc của dòng mà 1060, 2060, 2005, 1065, Savin 4065 thì cái đều xử lý như nhau, tức là nguyên nhân của nó là chủ yếu là do cái quạt hút nhiệt ở phía sau là nó bị cứng, nó không có quay thì nó sẽ báo lỗi này. Do đó chúng ta sẽ mở cái ở phía sau lưng cái máy ra, các bạn tháo cái quạt ra và chúng ta vệ sinh và chúng ta gắn lại. Sau khi cái máy mà nó báo lỗi SC 490 như trên màn hình đó, hình như nãy mình có quay lại cái màn hình cho các bạn coi đó, thì đối với gặp cái trường hợp lỗi này thì nó là cái lỗi ở cái quạt hút ở phía sau. Do đó mình sẽ ra, mình mở cái phía sau ra mà mình vệ sinh lại cái quạt. Thứ nhất là nguyên nhân, các bạn biết là khi mà chạy tức là cái cây quạt đó nó sẽ có cái tác dụng là nó hút cái sức nóng là nó hút ra, thì trong đó là nó có những cái bụi mực, nó có chung bụi mực hoặc là những cái hơi bụi gì đó, thì sau ngày lâu ngày thì nó sẽ bám vào ở trong cái những cái khe của cây quạt, thì có thể là nó sẽ gây ra tình trạng là nó nặng, cái quạt nó sẽ không quay được, nó sẽ đứng cái quạt đó nó không quay được, cái đó là nó sẽ báo lỗi đó. Cũng có thể là do cái quạt nó bị hư, thì nó có hai trường hợp như thế. Thì cái thứ nhất là các bạn nên lấy ra, các bạn vệ sinh cái đã, vệ sinh các bạn bỏ vào, thì nếu mà nó hoạt động được thì nó là do nó bị dơ, những cái bụi bám vào trong những cánh quạt nó làm cho cái hiện tượng nặng cái quạt đó. Còn hai, nếu các bạn vệ sinh hết rồi các bạn bỏ vào, nó vẫn báo được cái lỗi SC đó, thì cái đó là do nó bị hư cái quạt, thì nó bắt buộc là các bạn phải đi thay cái quạt đó. Bạn mua cái quạt mình thay vào. Và bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi nha. Đây, mở cái nắp này ra nè. Rút cái sợi dây cáp bạn ở phía sau ra. Nè, để các bạn phía sau. Chúng ta mở hai ốc. Khi mở xong hai ốc, các bạn rút cái này ra ha. Các bạn để xuống. Các bạn làm cẩn thận nha. Những cái nắp này ra là cái nắp bảo vệ, nhưng mà nó thường là mũ giòn nên là nó đây. Cái cây quạt này nè các bạn mở ra các bạn sẽ thấy cây quạt này liền. Đây là cái quạt nè, nó sẽ gây tình trạng nó. Các bạn rút cái sợi dây điện ra nha, trên đây có sợi dây điện rút ra, thì các bạn mở ba ốc này là được. Rồi, sau khi các bạn mở ba ốc ra thì đây là cái quạt của nó nè. Đấy, cái quạt các bạn sẽ thấy là như nãy mình nói là thứ nhất là khi mà cái quạt nó hút, cái này là nó hút từ cái bộ phận sấy, nó sẽ hút cái bộ phận sấy, tức là cái hơi, những cái hơi nóng hoặc là những cái bụi mực trong cái qua bộ phận sấy nó sẽ hút ra ngoài, nó là sẽ đẩy ra ngoài, nó làm mát cái bộ phận sấy, như nó có cái không khí lưu thông ra. Thì đây cái quạt đây thì nó sẽ hút ra, thì lâu ngày á, các bạn sẽ thấy là lâu ngày nó sẽ đóng cái bụi vào trong những cái khe thế này, những cái khe này. Thì các bạn lấy cái cây tua vít nhỏ á, các bạn dựa vào trong cái khe này, các bạn vệ sinh sạch hết đi, các bạn vệ sinh sạch rồi sau đó các bạn gắn vào. Và bây giờ mình sẽ vệ sinh nha. Này, vệ sinh nó cho dễ thì các bạn sẽ tháo cái miếng nhôm này ra, cái miếng sắt này ra nè. Như ở đây nó có cái xốp bảo vệ. Cái xốp bảo vệ thì các bạn dùng cái dao các bạn cắt cái xốp bảo vệ mất công, các bạn dán lại. Các bạn mở này ra, hai ốc này ra nè. Rồi, các bạn lấy ra. Đây các bạn thấy đây là cái quạt của nó nè. Đúng không? Đây cái quạt của nó. Thì trong những cái khe này nó có những cái bụi. Thì các bạn dùng cái tô vít hoặc là dùng cái gì đó, các bạn cạy nó ra. Tức là bụi nó sẽ bám. Nó sẽ bám trong đây nè. Các bạn cạy ra. Nhiều lúc là nó dơ quá. Nó dơ quá là nó cái quạt nó không có quay được. Nó sẽ báo lỗi đó, giờ các bạn.
các bạn thọc cái gáy vô đây, các bạn lạp trong vệ sinh cho mấy cái khe này nè. Đó. Các bạn thấy không? Bụi nè. Có nhiều cái nó đóng nguyên cái cục cục mảng vô luôn, do đó là các bạn vệ sinh kỹ hết tất cả cái cánh luôn. Cái cánh này vệ sinh. À, sau khi các bạn trong quá trình vệ sinh đó, là các bạn chú ý nè, những cái các bạn thấy trong đây nó có những cái khe đúng không, những cái khe này thì trong đây nó có, nó hơi khó vệ sinh chút các bạn. Mình thì mình hay sử dụng cái tua vít điện này nè, cái đầu này thì nó vừa đó, với lại nó cứng nữa, nó có thể mình vệ sinh nó dễ hơn, tại cái bụi nó bám trong đây rất là chắc ha. Rồi các bạn nhớ là vệ sinh cho nó đều hết nha, chứ nhiều lúc có cái nó nhìn như vậy chứ cái này là vệ sinh nó rất là lâu, tại nó có từng cái khe như thế này nè, nó khe như thế này, thì do đó các bạn cố gắng các bạn làm tỉ mỉ chút cho nó sạch sẽ hết cái này. Rồi sau khi các bạn làm xong chúng ta sẽ ráp lại, chúng ta sẽ gắn vào, chúng ta thử. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái vạt vào ha. Đây. Đây, sau khi gắn cái quạt vào thì các bạn nhớ là gắn cái rắc vào nha, chứ nhiều lúc sợ nhiều lúc các bạn quên là nó báo lỗi ngay. Rồi coi như bây giờ là xong, bây giờ chúng ta sẽ lên bật máy chúng ta kiểm tra lại. Đây, các bạn chờ một chút nè, khởi động thử mình nó có hoạt động được không. Chúng ta ra sau máy nè, chúng ta sẽ coi thử cái quạt này. Cái quạt này nó không quay. Khi mà các bạn đụng vào á, các bạn sẽ thấy là các bạn để tay như thế này, các bạn sẽ thấy là cái quạt á nó hút cái sao ra. À, nó quạt rất là mạnh. Nếu mà các bạn khi mà các bạn gắn vào mà cái quạt hoạt động nó không có báo lỗi nữa, bây giờ thì nó không có báo lỗi nữa thì nó là do cái quạt nó bị dơ, các bạn vệ sinh được. Còn nếu mà trong quá trình các bạn bỏ ra đây nè, bạn thấy cái quạt nó không có quay và các bạn trợ giúp lực nó cũng không quay luôn, là do là cái quạt này nó bị hư, cho nó bắt buộc sẽ đi thay lại. Còn cái quạt này các bạn có thể mua ở chỗ những cái thợ sửa hoặc là liên hệ cho anh Hiếu thì anh sẽ cung cấp cho các bạn nha. Rồi đó là một số cái nguyên nhân mà nó báo lỗi SC490.
và cái cách khắc phục nó là như thế đó. Khi mà các bạn gặp trường hợp này thì các bạn có thể các bạn làm được. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy để lại một like để ủng hộ tinh thần cho video. Và nếu các bạn hãy chia sẻ cái video này cho các bạn khác cùng theo dõi. Nếu các bạn nào mới ghé vào kênh Bado Official thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Official nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công. Bye bye các bạn.